cause I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say. Ok, hello mọi người, là mình đây. Thì hôm nay là một ngày đi thi GLBT tại Nhật. Mình với mấy đứa bạn mình bây giờ đang đứng ở nhà ga thì sẽ bắt tàu đi lên cái địa điểm thi. Thì N2 với N3 là thi khác nhau, nên một xíu nữa mình với thằng bạn mình sẽ đi một chỗ khác, còn mấy thằng khác nữa thì nó sẽ đi một chỗ khác nữa. Nhưng mà chỉ là lên tàu là đi chung thôi. Hôm nay là một ngày chủ nhật cuối tuần. Rồi trời mưa, dự báo nguyên tuần sau là mưa nguyên tuần luôn. Bây giờ nguyên đám đang đợi ở đây tại vì một thằng nó quên mang cái giấy báo dự thi, nó phải chạy về nhà nó lấy rồi. Đợi một xíu nữa, khi mà nó tới thì mình sẽ mua vé lên tàu và bắt đầu đi thôi. Bây giờ thì khoảng 10:15, thời gian bắt đầu thi là 12:30, 11:30 là sẽ vào vòng thi rồi. Nhưng mà từ mình lên trên chỗ thi chỉ có khoảng 10-15 phút đi tàu thôi à, nói chung là nó rất là gần. Vì trời mưa nên là tàu điện nó bị trễ. Mọi người có thể thấy là hành khách ở đây nó đông nghẹt luôn. Và bây giờ gần 11 giờ rồi, 12:30 là vào phòng thi. Mình vẫn chưa có lên tàu điện luôn, tại vì cái chuyến này là chuyến tàu nhanh. Còn cái ga mà mình muốn xuống á, thì chỉ có tàu thường nó mới ghé vô thôi. Ok, thì mình vừa xuống tàu mọi người ạ. Bây giờ thì sẽ đi ra bên ngoài bắt xe buýt. Khoảng 15 phút là mới tới cái địa điểm thi rồi. Hi. Thì có một cái anh gọi là hướng dẫn viên người Nhật là hướng dẫn cái đường đi tới cái chỗ địa điểm thi cho mình luôn. Thì nó vừa bảo mình là sẽ phải tới cái Ichiban Noriba là cái chỗ đợi xe buýt số 1, là cái chiếc xe buýt này luôn. Thì bây giờ mình sẽ lên trên cái xe buýt này và đi tới cái địa điểm thi. Tiền vé đi xe buýt là khoảng 230 yên nha, mình có thể quẹt thẻ hoặc là trả tiền mặt luôn. Đây mọi người ạ, nó có ghi tiền giá ở đây nè. Ok. Trời mưa mà mình không có mang dù nên là mình phải đứng núp ở đây nè. Đó, thì bây giờ sẽ bắt đầu đi vào cái chỗ thi. Thì mấy bạn nào mà mang dù thì xếp hàng đây nè. Còn mình không có mang dù, mình đợi mấy bạn này xếp hàng xong rồi mình mới đi vô lần. Cuối cùng cũng được vào phòng thi rồi mọi người ạ. Thì bây giờ mình đi lên trên tầng 3. Đây là cái tầng thi của mình, thì theo số phòng nha, đây 301, 304 này, thì mình là 305. Tút ở dưới kia là ở đây thì có người Việt, người nước ngoài rất là nhiều, Indo, Thái Lan, Việt Nam, Philippines hay gì đó, rất là nhiều nha, cả người Mỹ cũng có luôn. Ok, đây là cái tờ giấy dự thi của mình, thì N2 nè, phòng 305. Ok, thì bà nằm ở dưới đây mọi người ạ. Đây, cô chỗ cô có chú này đứng nè. Và còn một số nội quy nữa đó là khi mà bắt đầu giờ thi, tức là tính từ lúc 12:30 là mọi người không được ăn uống nước gì hết trơn nha. Tất nhiên là điện thoại là tắt nguồn rồi, và sau 12:30 thì sẽ không được phép vào phòng thi nha. Khi mà vào phòng thi rồi thì mình sẽ đi check xem cái số báo danh của mình là cái vị trí ngồi chỗ nào. Đó, thì mình sẽ ngồi đúng cái vị trí trên cái số báo danh trong cái thẻ báo dự thi nha. Đây là tất cả các dụng cụ trên bàn thi của mình. Thì mọi người có thể nhìn thấy là thứ không thể thiếu đó là thẻ ngoại kiều và thẻ dự thi, đúng không? Thì khi mà mọi người ngồi xuống bàn thì hãy lật cái thẻ dự thi của mình ra và xem là cái mã số dự thi của mình có đúng với cái số ghi trên bàn hay chưa.
Và mọi người cũng thấy là mình chuẩn bị một cái đồng hồ, hai cây bút chì và một cây bút xanh, một cây bút đỏ với một cục tẩy. Tất nhiên là cái đồng hồ để xem giờ, còn hai cái bút chì là để tô tròn và đáp án rồi. Còn tại sao mình lại chuẩn bị thêm một cây bút xanh và một cây bút đỏ? Tại vì mình đem hai cái bút này theo để mình đánh dấu và mình memo vào trong đề á. Nó cái nào mà đáp án đúng thì mình khoanh màu xanh liền, còn cái nào sai thì mình khoanh màu đỏ liền. Các bạn có thể memo vào trong đề thoải mái nha. Còn về cái cục tẩy này á, thì nếu như mà cục tẩy có cái lớp vỏ giấy ở bên ngoài á, thì mình phải lột cái vỏ giấy đó ra nha và để trần như vậy. Vì dịch corona nên là mình sẽ ngồi xen kẽ lẫn nhau nha. Đó thì một bàn như thế này mình sẽ ngồi 3 người thì tổng cộng có 5 cái ghế như thế này nè. Thời gian bắt đầu thi là khoảng 12 giờ rưỡi, mình nghĩ là nên đến sớm một xíu để có thể chuẩn bị tốt nhất cho bài thi của mình nha. Nước uống và cặp sách thì mình không được để trên bàn, cũng không được để trên ghế như thế này, mà phải để ở dưới ghế nha. Mọi người có thể thấy tuy là ban ngày nhưng mà ở đây người ta đã kéo rèm cửa sẵn lại cho mình rồi và bật đèn sáng bên trong để khi mà làm bài mình sẽ không bị phân tâm bởi những cái quang cảnh ở bên ngoài. Còn đây là những cái loa trong phòng thi hỗ trợ cho phần thi nghe nè. Trước khi bắt đầu thi thì mấy cái anh giám thị ở đây nè sẽ check xem là cái loa nó có to hay không, nghe nó có bị rè, có ok hay không. Và nếu như mọi người trả lời là ok hết rồi thì người ta mới bắt đầu cho mình thi nha. Cuối cùng thì cũng đã thi xong rồi nè mọi người. Bây giờ khoảng 4 giờ rưỡi chiều, mình sẽ đi ra ngoài và sau đó bắt xe buýt về lại ga tàu. Hôm nay thì có hẹn với mấy đứa bạn hồi sáng sẽ đi ăn quán Việt Nam ở trên Kyoto mọi người ạ. Ok, mới vừa thi xong mọi người ạ. Hồi sáng này lúc đi thi thì trời mưa nên là mình không có quay phim được. Thì buổi chiều mới vừa thi xong, giờ này là khoảng 4 giờ mấy. Mình thi N2 thì sẽ ra sớm hơn N3 một xíu, N3 thì sẽ đi thi chỗ khác. Thì hiện tại là mình đang ở một cái trường đại học tên là Richmond Cần, thì nó là chung với cái tên của cái trường cấp 3 hôm bữa mình đi tham quan luôn. Thì toàn bộ các thí sinh vừa thi xong ra nè. Bây giờ thì mọi người sẽ ra bến xe buýt và bắt xe buýt đi về ga tàu. Tại vì hầu như ở đây ai cũng đi bằng xe buýt tới hết. Ví dụ mà ai nhà gần gần thì có thể đi xe đạp tới. Còn đây thì không thể nào mà đi xe ô tô tới nhà, tại vì không có chỗ để xe đâu. Và có rất nhiều bạn, thật sự ở đây chắc khoảng hơn 50% là người Việt đi thi ở đây. Trường đại học này rất là to nha mọi người. Đáng lẽ là dự định của mình sẽ đi phỏng vấn mấy bạn Việt Nam ở đây xem là hôm nay đi thi như thế nào, đi thi là mấy rồi, cho mọi người xem thử là cái đề thi tiếng Nhật ở bên đây nó có khó hay là không. Nhưng mà thật sự thì mình làm bài hôm đó nó không được tốt, nên là thi xong rồi cũng nản quá nên là đi về luôn, không có phỏng vấn hết trơn á. Tao nhớ là tao không có chọn 4 thôi à, chứ không chỉ ngồi đầu hiểu hôm nay mình toàn chọn 2-3 nhé. Ừ, 2-3 này 4-1. Nè, đợi đâu đây? Cái Cuối cùng thì cũng được xuống xe buýt rồi mọi người ạ. Trời ơi, thi xong anh nhức đầu rồi, đi xe buýt nó còn đông nghẹt nữa.
vừa lại trời mưa vừa lại đói bụng nữa. Ok thì bây giờ mình với thằng bạn mình sẽ đi gặp mấy đứa bạn kia của mình nữa, sau đó sẽ lên kêu tô và đi ăn. Bây giờ thì đói lắm rồi, đi thi từ sáng tới giờ chỉ có uống có chai nước thôi à. Sự là giờ đói lắm luôn rồi mà toàn là phải leo cầu thang bộ như thế này không mọi người. Chứ mà đi cầu Thành Cuốn á, thì biết chừng nào mới lên được tới trên. Tại vì muốn đi cầu Thành Cuốn đông người quá mà mình phải xếp hàng mình mới đi được á. Okay. Hiện tại thì mình đang ở ga Kyoto mọi người ạ. Và bây giờ thì sẽ đi ra bến xe buýt để bắt xe buýt đi ăn ở một cái quán Việt Nam. Thì buổi chiều ở đây nó rất là đông. Cái chị này là người Nhật nhưng mà làm ở quán Việt nha mọi người. Thì hiện tại mình đang ở một cái quán Việt Nam. Ở đây là cái menu. Thì cái này là menu bằng tiếng Nhật không à? Nhưng mà nó có mấy cái món ví dụ vịt quay rồi trứng chiên gì đó chả giò thôi. Còn từ đây là cái menu chính này. Cái menu rất là ra gì luôn. Cái này là bia. Bia với rượu. Cái này là nước ngọt. Rồi cái này là chả giò. Với là cái gì ta? Bò lúc lắc. Xong rồi lòng heo. Ui mắm ạ, chín này. Đó, thịt heo quay, cánh gà rang. Mực xào. Đây là bún bò Huế, bún cá, bún riêu. Xong rồi có phở gà và phở bò thì một phần nó khoảng gần 1 sen thôi, 100 mấy chục nghìn á. Đó, ở đây thì có bún lộn tôm nè, 900 yên. Xong rồi là bún chả. Bún thịt nướng. Đó, mì xào gì đó. Xong rồi xôi gà. Bánh mì. Bên đây qua đoạn ít hơn. Thì chuyển qua đây ăn cái gì. Anh ăn bên đây một lần lúc trước. Quá nhiều quá. Trời ơi. À. Ở đây có một phần lẩu nữa mọi người ạ. Chờ tí nữa đó là làm cho nó bún riêu. Có cá nướng nữa. Bún đầu chay. Rồi ạ. Cơm rời ạ. Có chè nữa nha, rất là nhiều luôn. Thì mọi người có thể theo dõi cái quán này ở trên Facebook hay là Google Maps, Instagram gì đó đều có hết trơn á. Tên của quán là Beto Kitchen, là Beto là Việt nha, Kitchen Vietnamese Restaurant. À hai thế này, ok, hai một tiếng bịt một tiếng ấy. Hai quán ở trên lầu chỉ có tụi mình thôi. Thì mọi người vui nhớ. Ở đây là tương ớt, xong rồi nước mắm, tâm sữa rằm kè, khăn giấy. Và cái này là cái đồ gọi nhân viên lên nè. Nếu mình bấm vô con hay là trả tiền hay là hủy bỏ gì đó. À đây. Ok, đây là cái gì? Bún chả. Một phần bún chả, này 800 mấy, 890 yên à. Nè cô bé béo nè. Bún đậu là ở nhà có thể làm được. Biết mẹ biết. Không biết. Ăn mấy cái món nhiều món. Ok, còn đây là tô bún bò của mình. Quá đã. 890 yên mọi người ạ. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc một ngày đi thi GLBT ở bên Nhật rồi. Hiện tại thì khoảng 8 giờ tối và trời vẫn còn đang mưa luôn. Và bây giờ thì tụi mình sẽ bắt tàu đi về nhà thôi.
khoảng hơn một tháng sau thì sẽ có kết quả của bài thi nha. Ok, thì video này cũng khá là dài rồi, mình sẽ kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.